nhân cha và con và thánh tôi thu nhận mà ban cho bà được hưng phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhận Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiên vi cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn phò muôn đời. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chưa trao hy vọng được trường sinh bất tử. Sau khi chịu sửa dạy đôi chút, họ sẽ được hưởng an huệ lớn lao. Quả thế, Thiên Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người. Người đã tinh luyện lọc họ như người ta luyện vàng trong lò lửa, và đón nhận họ như của lễ toàn thiêu. Những ai trông cậy vào người sẽ ăn từ sự thật. Những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở gần người. Vì người an phúc, ban an phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Chúa đã nuôi dưỡng, đời đưa ơn mới
Thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hiệu Roma. Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa. Vì Đức Kitô đã chết và sống lại, chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết. Thế mà bạn, sao bạn lại xét đoán người anh em? Và bạn nữa, sao bạn khinh dễ người anh em? Quả thế, tất cả chúng ta sẽ phải ra trước tòa Thiên Chúa. Vì có lời chép rằng, Đức Chúa phán: Ta lấy sự sống ta mà thề, mọi người sẽ quỳ gối lại ta, và mọi miệng lưỡi phải xưng tụng Thiên Chúa. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Chỉ kể rằng cái thánh Monica trên giường bệnh trước khi qua đời, nam Cristiano là con của bà, khi còn sống hai mẹ con có lẽ là không thuận với nhau vì đi hai con đường khác nhau. Bà vẫn hàng ngày cầu nguyện cho con của mình, và trước khi chết, thánh nam Cristiano đến bên giường bệnh của mẹ và nói: Mẹ ơi, mẹ muốn con làm gì cho mình? Thánh Monica chỉ có một câu vội vàng: Khi mẹ chết đi, con hãy nhớ cầu nguyện cho mẹ và dâng lời hãy nhớ đến mẹ trong cuộc đời.
Mẹ không có cầm nhìn nơi con, chỉ rằng nơi con là nhân mẹ cầu nguyện cho mẹ. Và cũng chúng là mẫu gương cho những người trong chúng ta, là mẫu gương cho gia đình của chúng ta. Và cũng là lý do chúng ta có mặt ngày hôm nay để cầu nguyện cho mẹ chúng ta, cho bà chúng ta, là linh hồn Maria Chúa Trẻ. Và nếu mẹ của chúng ta được Chúa cho về thiên đàng thì bà trong đó chắc chắn cũng cầu nguyện cho chúng ta. Dù mẹ của chúng ta không được hiện diện nơi đây nữa, nhưng bà vẫn hiện hữu. Hiện hữu có nghĩa là có trong trái tim của chúng ta. Có những người trong cuộc đời chúng ta họ hiện diện trước mặt chúng ta, nhưng mà họ không thực sự hiện hữu trong trái tim của chúng ta. Có nghĩa là họ không có trong trái tim của chúng ta. Còn mẹ của chúng ta, người đã sinh ra chúng ta, luôn hiện hữu trong trái tim yêu thương của chúng ta. Và mãi mãi đã có cách của chúng ta và tình yêu vô biên thiên liêng mà Chúa dựng nên trong trái tim của chúng ta. Và bà mãi mãi hiện hữu trong trái tim của từng người của chúng ta, cho những ai đã từng biết bà trong cuộc đời. Chúng ta luôn ghi nhớ bao kỷ niệm thân yêu mà linh hồn Maria trong trái tim mẹ chúng ta khi còn sống. Những điều đó luôn luôn hiện hữu trong trái tim của chúng ta và nói kết thiên liêng giữa chúng ta với bạn. Và nhớ hình ảnh của mẹ Maria và Maria Trịnh Thị Anh khi còn sống, tham dự thánh lễ, dù sức khỏe đã yếu, tuổi già, vẫn thăng ngồi trên xe lăn, nhưng mà lúc nào bà cũng ngồi hàng ghế trên, luôn tươi cười, chăm chú xem thánh lễ mọi ngày. Mỗi khi mà đến nhà thờ, tuần nào cũng nhìn thấy bà và luôn luôn nở nụ cười tươi, nói những lời ngọt ngào. Con luôn luôn nhớ hình ảnh của bà, lúc nào cũng nhẹ nhàng và lúc nào cũng cười tươi. Nước da lúc nào cũng trắng trẻo và chúa linh hồn lúc nào cũng thấy vui tươi. Đó là mẫu gương cho nhiều người học. Trong đời sống gia đình, bà luôn dạy con cái phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đó là mơ ước của cuộc đời. Sau 3 năm thì các con gia đình đã gần gũi yêu thương nhau nhiều hơn như mong ước của bạn. Người ta thường nói khi bạn yêu ai thật sự thì bạn yêu chính linh hồn của người đó. Bạn thương các con của bạn nên bạn thương linh hồn của họ. Và mong các con ở đời này yêu mến Chúa nhiều hơn, đi lời Chúa nhận nhiều hơn. Và khi bạn còn sống và làm chủ mọi ngày, tháng này là tháng con, đặc biệt và tính chất là ngày Maria nhân bạn và bà tham dự thánh lễ thường xuyên mỗi ngày, tham dự thánh lễ để chứng nhận và ao ước các con như thế. Vì người mẹ yêu thương mình thì mẹ mình mong mình ở thiên đàng, mẹ mình cũng mong gặp lại mình ở thiên đàng một ngày nào đó. Như thánh Monica mong con của mình cầu nguyện cho mình và mong gặp lại con mình ở thiên đàng. Linh hồn Maria Trịnh Thị Anh ngày xưa khi còn sống cũng mơ ước như thế, và giờ đây với bà thiên đàng còn mong như thế. Niềm mong ước của người mẹ là dành cho các con cách đơn giản, nhưng mà niềm mong ước đó thật lớn lao trong đời sống thiêng liêng của mọi người chúng ta. Yêu thương nhau, đi lại đồng tình cầu nguyện, thờ phụng Chúa, trung thành với Chúa, sống cho Chúa như thế lâu nói. Tôi sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa, và mong được sống lại được khi đó đứng lại chân lý của sự thật là đường dẫn sự sống đời đời. Nguyện xin Thiên Chúa ban sức mạnh và tình yêu và lòng can đảm cho các con của bà để họ có thể được thực hiện điều mà bà mong ước khi còn sống trên đời này. Tôi tin rằng được bốn đứa con thân yêu của bà Maria, mẹ Trịnh Thị Anh sẽ làm được điều đó vì tình yêu mà họ dành cho mẹ. Lời Chúa, Chúa đã phán những ai tin vào Ngài sẽ chẳng bao giờ chết. Xin Chúa nói thương đến linh hồn Maria Trịnh Thị Anh.
Xin Chúa hãy thương nhận những lời cầu xin chân thành của chúng con và đưa linh hồn Maria trong thể ăn về thiên đàng của chúng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, chấp nhận và hết sức khôn nhân. Khôn nhân, xin Chúa thứ tha những lần tội lỗi mà linh hồn Maria trước khi hắn đã vấp phải khi còn sống trên đời. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Maria trước khi hắn mà chúng con cầu nguyện hôm nay
cho người linh hồn này được giải thoát khỏi vòng tội lỗi và mang ngày được sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhận Kitô Chúa chúng con. Kính thưa cha Trần Công Văn, thuộc tỉnh dòng chúng lễ Mon Mo, gia đình Trần Đình Quỳnh, tranh xứ nhà thờ Holy Cross, thuộc giáo phận Springfield, Massachusetts. Cha Trần Công Nghĩa của nhiều cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Chattanooga, thuộc giáo phận Knoxville, Tennessee, cùng thầy, họ hàng, thân thuộc và quý ông bà anh chị em. Được ba và anh chị em trong gia đình cho phép, con xin đại diện cho ba, ông và gia đình các anh chị em, các cháu, chắc chân thành cảm ơn quý cha nhân thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria Trịnh Thị Ánh nhân lễ dỗ 3 năm của vợ, mẹ, bà chúng con. Cảm ơn họ hàng, quý ông bà anh chị em xa gần hiện diện trong thánh lễ, và đặc biệt các bạn Richmond vì tình nghĩa anh chị em hy sinh để dâng lời hát nguyện cho linh hồn Maria. Kính xin quý cha, quý thầy, họ hàng và quý ông bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria và qua lời cầu bầu của mẹ vân tôi, xin lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa mong chóng cất nhắc linh hồn Maria hưởng nhan thánh ngài. Sau khi lễ, gia đình chúng con kính mời quý cha, họ hàng và quý ông bà anh chị em vui lòng đến bữa dự bữa cơm trưa tại gia tư gia địa chỉ số 3 bên đường Choi Westside. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành xuống trên quý cha, họ hàng và quý ông bà anh chị em. Dear Father, Lamb of God, the Redemptorist of the Baltimore Province.
giờ bưng xuống dưới để chặt rồi lót lên thôi. Đúng rồi. Này, mình đi đâu mà kiếm thùng nữa? Không, cái thùng chứ nữa. Ừ. Giờ mình chặt đi đó hả? Chặt đâu, chặt dưới đất nữa chứ. Đường qua rồi. Nặng lắm đó bác. Cái này để cho mấy em đừng ăn. Bỏ cái này rồi chặt thôi. Thank you, sir. You're all on. You're all set. Yeah, all right. Why is it, man? Oh. Oh, here, open this one. Oh. Bánh này lên không mà mấy? Chú cầm. Ủa, thấy chị quay phim lấy con làm chạy. Phim quay phim đây là có cái nồi cháo gà ngay đây. Đó, cháo gà này á, là ăn với lại thịt gà xé phai ở đây. Món bò lá lốt nè. Bánh ít trần. Bánh hỏi. Cái này là gì? Xôi. Rồi. Rau. Chua. Nước mắm cây ăn với mấy cái con tôm đó. Ăn con mà giờ con đủ rồi, con không có bạn gặp anh em mình đến vui lắm. I think you might be Vietnamese. Tôi có đi chị đi đám ma ảnh mà đám mai bả là tại chị mẹ bên nhà nó này không có đi. Ông bà cũng tám mấy hết trơn rồi. Ấy giờ chế gì còn đi đi mình đi và đứng ở khu vực bắc mình đi qua gần tới bên dưới Ba Lan luôn mà. Ba Lan rồi. Đức còn tôi đi mấy nước luôn mà mấy thành phố, mấy thành phố lớn của Đức. Đi lại. All right, guys, ready? One, two, three, smile. Okay, yo. Alright. Yes, really in his heart. Yo. Đây này nhà bà con nhấc ly lên kìa, vô bà chụp kìa. Vô ly lên kìa cho bà chụp. Bà đâu? À, đây là quay phim thôi, không có thời chụp hình ở đây. Ok. Mình ra đây là chụp hình, đi ra đây là kiếm người để mà thì đem mua nhà.